Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là cái bộ nguồn thủy lực hai chiều điện lưới điện 220. Ở đây em có 3 công suất 1.500W, 2.200W và 750W. Thì tùy theo cái nhu cầu áp cao hay là áp thấp thì các bạn có thể chọn lựa 3 cái loại đấy. Ở đây là nguồn hai chiều và nó sử dụng van điện từ các bạn nhé, tất cả đều sử dụng van điện từ hết, van điện từ 220 nên là van này, van điều khiển. Van này thì các bạn sẽ phải mua thêm một bộ công tắc để đóng mở cái van điện từ này. Thì hiện tại là trong cái này là chưa có bộ công tắc. Đấy, các bạn nào có nhu cầu mua thì mua thêm hoặc các bạn tự về đấu lối lấy, hoặc bên mình sẽ làm cho. Cái này nó cũng không khó vì là nó chỉ là cái van để mở điện thôi. Đấy, thì ở đây thì giới thiệu sơ về cái dung tích bình này là nó khoảng 5 lít. Nếu như có nhu cầu đặc biệt cao hơn ấy, thì có thể thay đổi thành bình lớn hơn, nhưng hiện tại mặc định là bình 5 lít. Đấy, cái trọng lượng của ba cái con này thì nó lần lượt cái 750W này là 16,5 kg này. Cái 1.500W này là 17,5 kg này. Cái 2.200W này là 18 kg này. Đấy. Cái kích thước thì lần lượt tính như sau. Đối với cái loại con 2.200 này của nó là 55 chiều dài. Con 750 này của nó là 52 cm, còn con 1.500W này của nó cũng là 55 cm. Đấy, kích thước chiều rộng thì nó chỉ khoảng 25 cm thôi. Đấy, mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại đang lưu ở phía bên trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Giá thành sản phẩm thì bên em sẽ để ở dưới phần mô tả các bạn nhé.